Tổng thống Donald Trump đã đến Chicago. Chicago nổi tiếng là một thành trì vững chắc của đảng Dân Chủ và cư dân của thành phố này đã không bầu lên một thị trưởng thuộc đảng Cộng Hòa nào trong gần 100 năm nay. Lần cuối cùng Chicago có một thị trưởng đảng Cộng Hòa là vào năm 1927. Vì thế cho nên thật là dễ hiểu khi cuộc viếng thăm Chicago của Tổng thống Trump đã xảy ra vào sáng ngày hôm qua và đã gặp phải một sự ghé lạnh của những người lãnh đạo thành phố. Thị trưởng của thành phố này là bà Lori Lightfoot đã không đã từ chối và không chịu gặp mặt Tổng thống Donald Trump. Mặc dù là người chủ trì của Hội nghị Cảnh sát trưởng quốc tế và Tổng giám thị của Cảnh sát Chicago, ông Eddie Johnson cũng đã không có mặt trong bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại hội nghị này. Đó là lý do tại sao Tổng thống Trump đã lớn tiếng mạt sát ông Johnson trong bài phát biểu. Tổng thống Trump nói ông Johnson nên có mặt tại hội nghị ngày hôm nay để học hỏi kinh nghiệm từ những người đông nhiệm nhằm giải quyết tình trạng bạo lực và tội phạm tại Chicago. Tổng thống Trump từng đe dọa là sẽ cho lực lượng liên bang can thiệp để dẹp tình trạng bạo lực tại thành phố này. Chưa bao giờ ông kiệm lời khi mà chỉ trích uh, Chicago thì đó cũng là điều dễ hiểu. Tổng thống Trump còn dùng thành phố này để làm hình ảnh tiêu biểu của tình trạng mất kiểm soát tham nhũng của đảng Dân Chủ. Tổng thống Trump từng nói là cả thế giới đều biết về tình trạng bạo lực đang diễn ra tại nơi đây. Và theo ông, thậm chí là Afghanistan có lẽ là còn an ninh hơn thành phố này nữa. Có lẽ Tổng thống Donald Trump cũng đã đúng phần nào thưa quý vị. Chỉ tính riêng vào tuần lễ Labor Day vừa rồi thôi, đã có 41 vụ nổ súng làm 7 người chết. Năm 2018 có tổng cộng gần 3.000 vụ nổ súng làm hơn 560 người chết ở thành phố này. Nhiều người cho là Chicago gần như là một chiến trường. Sau khi tham dự và phát biểu tại Hội nghị Cảnh sát trưởng, thì Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc gây quỹ tại tòa nhà Trump Tower trong downtown của Chicago. Tại đây, có hơn 6.000 người biểu tình phản đối ông một cách rầm rộ. Ông Eddie Johnson cho biết là lương tâm của ông không cho phép ông ủng hộ luận điệu hiềm khích và kỳ thị từ tòa Bạch Ốc. Do đó mà ông đã vắng mặt tại hội nghị của ngày hôm qua. Ông này cũng cho biết là những phát biểu của Tổng thống Donald Trump cũng không đúng. Và tình trạng bạo lực ở Chicago có chiều hướng đi xuống trong những năm gần đây. Thị trưởng thành phố là bà Lori Lightfoot cũng nói là thay vì sỉ nhục thành phố này, thì Tổng thống Donald Trump nên quay về Washington DC và đối mặt với sự thật đi. Ý là bà đang muốn nói đến cuộc điều tra luận tội Tổng thống do đảng Dân Chủ ở Hạ Viện đang tiến hành. Bà Lori ngay trong tối hôm qua thì lại ăn tối với cựu tổng thống Barack Obama cũng đang có mặt tại Chicago. Trong một diễn biến khác, thưa quý vị, tổng thống Donald Trump và đệ nhất vua nhân đã tham gia một cái sự kiện Halloween tại tòa Bạch Ốc. Mời quý vị theo dõi một số hình ảnh sau đây. để nhứt phu nhân milania quá xinh đẹp và những đứa trẻ cũng rất là dễ thương phải không thưa quý vị và um, chuyển qua một cái câu chuyện khác cũng liên quan đến tổng thống donald trump sáng thứ bảy vừa rồi tại một cái sự kiện ở haunted cross house ở florida tầm tám giờ bốn tối giờ địa phương tại một cái lễ hội hóa trang halloween thì một người đàn ông đã ăn vận giống như là tổng thống donald trump đang đứng xếp hàng trước căn nhà ma thì đã bị một em gái tuổi teen chạy đến và uh, đánh vào cái uh, hàm mặt của anh này. Nhân viên công lực ở Collier County cho biết là cái cô bé 14 tuổi đó ngay sau khi làm cái hành vi như vậy đã bỏ chạy và hòa với đám bạn của mình đang đứng gần đó và cười rất là lớn. Tờ USA Today cũng viết là người đàn ông này dĩ nhiên sau đó đã đuổi theo cô bé và hỏi vì sao mà cô lại làm vậy thì được trả lời là cô bé này chống tổng thống Donald Trump cô bé này dĩ nhiên sau đó đã cũng bị buộc tội ở mức độ nhẹ cho hành vi sai trái này